lỡ động thai mẹ phải ăn ngay 8 món bổ hơn sâm này để cứu mạng thai nhi. Chỉ 3 ngày là con lại yên ổn trong bụng mẹ. Một củ gai. Theo vị đông y, củ gai có tính ngọt hàn không độc. Trong củ gai có chứa chất axit curcumic, là một loại tannin do sự kết hợp của axit cà phê, tannic và axit quinic, có tác dụng như chất chống oxy hóa và chống viêm. Nhiều tài liệu đã chứng minh rằng axit curcumic ít độc làm mạnh tác dụng của oxygenin, có tác dụng kích thích sự vận chuyển máu về tim. Vì thế củ gai tươi có tác dụng cầm huyết tản nhiệt, tản ở thông tiểu tiện, đáy rắc và thường được tin dùng cho phụ nữ bị động thai. Cách sử dụng: đun sắc nước để uống hàng ngày, hoặc dùng hầm với gà móng giò, chim bồ câu cho vào các món cháo, dùng giống như thực phẩm. Về phương pháp sắc lên để uống hàng ngày, mẹ bầu nên uống một ngày từ 1 tháng 2 cốc và mỗi cốc khoảng 250ml là tốt nhất. Không nên uống ít hơn hoặc nhiều hơn, sẽ không đạt tác dụng tốt nhất. 2. Ăn nhiều cháo cá chép. Cháo cá chép là món ăn đại bổ, giàu protein và nhiều dưỡng chất dinh dưỡng khác. Chưa hết, cá chép bổ tỳ vị mát sữa, làm giảm chứng sưng phù ở bà bầu, giúp ăn thai. Hơn nữa, cá chép thuộc loài cá nước ngọt nên rất lành, rất dễ tìm mua ở các chợ hoặc siêu thị luôn các mẹ ạ. Cách nấu cháo cá chép cho bà bầu ăn thai như sau. Nguyên liệu: 50g đậu xanh, 150g gạo tẻ, 500g cá chép, 1 nắm gạo nếp, 1 củ gừng. Hành lá thì là hành khô. Gia vị: tiêu, muối, nước mắm. Cách làm: bước 1. Cá chép mua về đem đánh vảy ngoài rồi rửa sạch. Dùng muối chà lấp da cá đi để cá không còn vị tanh. Bắc một nồi nước lên bếp, thêm ít gừng vào đun sôi. Khi thấy nước sôi thả cá vào nồi lục chín. Khi cá đã chín vớt cá ra, chờ cá nguội lọc hết phần thịt cá ra, đem ướp thịt cá với nước mắm tiêu xìu chế biến. Bước 2. Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn hành tím phi thơm lên. Khi hành vàng, chị em hãy cho cá vào đảo đều tay, đến khi thấy thịt cá vàng thì tắt bếp. Bước 3. Gạo nếp. Gạo tẻ đem vo tẩy sơ qua rồi trộn đều vào nhau. Đậu xanh đem rang sơ qua cho vàng rồi cho gạo. Đậu xanh vào nồi nước luộc cá trên bếp. Mở lửa to để nồi cháo nhanh mềm, khi thấy cháo đã mềm thì giảm lửa nhỏ lại. Các mẹ nêm nếm gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp đi nhé. Bước 4. Múc cháo ra chén, thêm thịt cá chép đã xào, hành lá thì là thái nhỏ, ít tiêu là các mẹ bầu có thể thưởng thức được rồi. 3. Ăn hạt sen. Hạt sen bổ vô cùng luôn đó mẹ bầu ơi. Nó không chỉ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chế biến được nhiều món ngon dễ ăn, mà hạt sen còn là một vị thuốc dân gian cực tốt cho sức khỏe, với nhiều công dụng như bồi bổ cơ thể, ăn thần dưỡng thai. Các bài thuốc từ hạt sen giúp ăn thai, ngừa sảy thai quen dạ hiệu nghiệm. Cách thứ nhất: cháo gạo nếp với hạt sen và rễ cây gai. Cây gai thường trồng để lấy sợi ăn mỗi tháng một lần. Cách 2: cháo gạo tẻ hạt sen nấu chung với gà mái đen. Cách 3: dùng hạt sen đã thông tâm, bỏ vỏ sa vàng lên cùng với củ mài. Tỷ lệ 1kg hạt sen trên 2kg củ mài. Sau đó đem tán mịn cho vào lọ dùng dần. Mỗi ngày chỉ cần uống khoảng 10 thìa cà phê, bột sen và củ mài. Chia làm 2 lần vào lúc đói. Bún cháo bầu dục lợn. Bầu dục lợn có vị mặn tính lạnh, có tác dụng bổ thận, ích khí, giảm đau lợi bằng quang, chữa bệnh mến u tai, đau lưng phù thủng, di tinh và da mồ hôi trộm, đặc biệt rất tốt cho các mẹ bầu bị động thai. Cách làm: dùng gạo tẻ xay thành bột, bầu dục lợn làm sạch ướp bột gia vị. Mẹ dùng đỗ trọng đun sôi trong 300ml nước, sau đó chắt lấy 250ml nước đỗ trọng, cho bầu dục vào đun nhỏ lửa. Khi bầu dục lợn chín cho bột gạo vào quấy đều, đun tiếp đến khi cháo chín là được. Chia làm 2 lần ăn trong ngày, lúc đói cần ăn liền 5 ngày. 5. Nước lá sen. Trong lá sen chứa nhiều chất, có tác dụng loại bỏ bớt lượng mỡ trong máu, như tannin alkaloid. Ngoài ra lá sen còn chứa chất chống oxy hóa, làm tăng lưu lượng máu đến tim, giảm huyết áp và an thai một cách hiệu quả.
Cách làm: lá sen rửa sạch thái nhỏ, cho vào nồi thêm 300ml nước đun sôi kỹ, chắt lấy 200ml nước lá sen đặt bỏ bã. Cho đường đỏ vào nước lá sen đun sôi lại là được. Chia 3 lần uống trong ngày, cần uống liền 3 ngày. 6. Ăn nải cứu. Loại rau nhà quê này mà có công dụng tuyệt vời với bà bầu đang bị động thai lắm nha các mẹ. Nải cứu có tác dụng chữa kinh nguyệt không, điều khí hư động thai, băng huyết thông thường. Bà bầu chỉ nên ăn 3 đến 5 mọng nải cứu mỗi lần và nên ăn 3 lần trên tuần. Trong trường hợp bị đau bụng, ra máu thì nên sử dụng bài thuốc lá nải cứu 16g. Tía tô 16g cho vào 600ml nước, sắc lấy 100ml và uống thành 3 đến 4 lần trong ngày. Nếu khó uống bạn, bảy mía, mía sẽ rất tốt cho mẹ bầu bị động thai. Khi được làm theo một bài thuốc sau đây: mầm mía 30g, củ gai 30g, mười mẫu 20g, củ gấu 80g, sa nhân 2g. Tất cả các vị thái nhỏ, phơi khô sắc với 400ml nước, còn 100ml uống trong ngày, chia làm 2 lần uống theo đông y. Mía có vị ngọt tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, nhuận táo, tráng khí, giúp mẹ bầu giảm triệu chứng ôm nghén. Phù nề khi kết hợp với các vị thuốc trên sẽ giúp mẹ bầu an thai một cách hiệu quả. Tam cháo gà gạo tẻ. Có thể nói, đây chính là món ăn an thai tốt nhất cho bà bầu. Hàm lượng pozotin và phức hợp của amino acid trong thịt gà có ảnh hưởng tích cực đến não bộ, làm phấn chấn tinh thần, giảm sự lo lắng. Sitagesi cũng như có tác dụng cải thiện huyết áp và nhịp tim, bổ sung an thai, liền xương, trị bệnh yếu nước cho người tê dại. Cách làm: gà làm sạch thái miếng cho vào nồi đổ nước hầm kỹ, cho gạo nếp đã vo sạch vỏ nấu cháo. Hy vọng những chia sẻ rẻ trên đây sẽ đem đến những thông tin hữu ích. Bấm theo dõi kênh tạp chí Online để cập nhật kiến thức hữu ích trong suốt hành trình mang thai và nuôi con nhé.